Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm làm xe điện, xe máy xăng, hai bánh, ba bánh và bốn bánh. Video hôm nay mình xin giới thiệu cho đến các bạn chọn bộ động cơ làm xe ba bốn bánh, tải trọng từ 300 đến 500 kg. Bộ này thì chỉ chạy được cỡ đấy thôi. Có một số các bạn nói bốc nên có thể chở được đến 700 kg thì nghe nó ghê gớm quá. Nó chỉ thực tế là chở được khoảng 3 đến 500 kg. Nếu mà tính khoảng cả xe nữa thì chắc có khả năng chở được 7 tạ. Còn chở hàng thì chỉ được vậy thôi. Và phải làm với cái tỷ số truyền phù hợp thì nó mới đạt được cái tải trọng đấy. Chọn bộ cái phụ thùng này thì vẫn như những bộ khác thôi. Nó đầy đủ sạc, đồng hồ, ổ khóa, nhông xích, điều khiển, chân ga, tay đảo chiều và động cơ. Động cơ thì vẫn là hàng tiêu chuẩn. Động cơ thân vỏ có mã số và trên có tem. Với cái dòng động cơ 450W thì nó cân nặng thì chỉ khoảng 6,5 cân. 6,7 cân. Còn dòng động cơ 650W thì nó nặng hơn 7 kg. Đấy, cho nên là các bạn mua để tránh mua phải cái công suất nó không đúng với này của nhà sản xuất thì các bạn lưu ý về vấn đề cân nặng đấy. Và thứ hai nữa là về tem nhãn. Và thứ ba nữa là về mã số. Mã số thì trên thân động cơ thì nó in mã chìm ở trên này. Đấy là đặc trưng của những cái dòng thương hiệu. Đấy. Bộ nhông xích này thì cũng như những bộ khác thì nó có rất nhiều cái loại nhông lớn, nhông bé khác nhau. Nếu như các bạn làm cái nhông to để cho nó khỏe thì nó tốc độ sẽ chậm. Còn nếu mà làm nhông bé thì nó sẽ nhanh nhưng nó yếu đi. Cái đấy mà mình tính toán để mình làm cho nó phù hợp. Giá chọn bộ sản phẩm này bên mình đang cung cấp là 2.350.000 đồng, chưa bao gồm cước vận chuyển. Cước vận chuyển toàn quốc của cái bộ này là nó khoảng 130.000 đồng chọn bộ. Tay đảo chiều rất là bền các bạn nhé. Tay đảo chiều to đây, tay đảo chiều này, tay đảo chiều dòng 150A, dùng thì không bao giờ sợ hỏng đấy. Đây là khi các bạn đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại này 0983818955 hoặc là website xedienmotordien.com. Bộ sạc này là dòng sạc thông minh đầy tự ngắt. Đối với những cái bình lớn thì các bạn phải thay đổi mẫu sạc này. Đây là chỉ phù hợp cho những cái bình 12 và 20A. Đối với các bạn làm xích lô thì có thể không cần phải mua cái tay đảo chiều này. Chỉ cần mua động cơ, điều khiển, tay ga tích hợp báo điện và một bộ nhông xích líp nữa. Nhông xích líp thì bên em có cả nhông xích và líp dành cho xích lô. Đấy, thì với một cái bộ như thế này làm tải khéo thì với xích lô có thể chở lên đến 5 tạ là bình thường, không vấn đề gì hết. Sử dụng nhông sao lớn lên một chút. Đấy. Mọi chi tiết đặt hàng thì các bạn cứ liên hệ theo số điện thoại hoặc là Zalo cùng số điện thoại đấy. Để tư vấn trực tiếp thì các bạn cứ gọi điện thoại nếu như làm xe gì. Còn nếu mà làm đường trường, đường dài thì mình vẫn khuyên là lên mua những cái dòng động cơ không chổi than 48V thì tiết kiệm điện và không phải bảo trì, bảo dưỡng, độ bền cao. Tất nhiên là giá thành nó cũng sẽ cao theo. Còn đối với cái điều kiện mà không cho phép hoặc là ví dụ như là mình sử dụng số lượng ắc quy ít đi thì mình nên dùng là 24V. Đấy. Còn nếu như có điều kiện thì nên mua loại 48V. Mình dùng bình bé đi thì cũng thực tế là cũng ngang với sử dụng bình to lên thôi. Về tổng dung lượng bình thì nó là như nhau cả. Thì các bạn nhiều khi vẫn cứ thích ít bình, nhưng ít bình thì bình phải to, còn nhiều bình thì bình nhỏ,
Nếu mà nói về tiền bình thì là cũng như nhau thôi. Đấy. Mình sẽ chi tiết cho các bạn xem về cái động cơ. Đây là chi tiết con động cơ này, thông số kỹ thuật của nó. 24V, 530 vòng trên phút và công suất là 650W. Dòng điện định mức của nó là 34,7A. Đây là dòng điện cực đại các bạn nhé, nên là không phải để ý đến cái đấy làm gì cả. Trên thân động cơ thì bao giờ cũng có cái mã số như thế này. Và động cơ lúc nào cũng có quạt tản nhiệt. Cái quạt tản nhiệt này nó có cái lợi thế rất là hay. Mà đối với những dòng động cơ khác thì không có quạt tản nhiệt thì cái độ bền nó kém hơn. Một cái động cơ dòng này thì nó sử dụng nam châm từ. Vì vậy là khi cái nhiệt độ nó quá cao thì cái nam châm từ nó sẽ giảm dần cái hiệu suất đi. Động cơ sẽ bị yếu dần đi và mau hư. Thì các bạn mua những cái dòng động cơ nó có cái quạt này thì nó sẽ làm cho cái hiệu năng của động cơ nó cao, thời gian sử dụng rất là bền. Đấy, nó có quạt là nó rất lợi thế các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy đăng ký kênh và nhấn vào cái biểu tượng chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất khi chúng tôi đăng lên YouTube.